Một cây hoàng đàn tuyết Lạng Sơn sống bao nhiêu năm mới có thể làm được cái vòng hoàng đàn tuyết 8 ly này? Và đây là một cái cây sống 6 năm và có một cái cành rất to, nó cành to hơn cả ngón tay cái. Vậy thì cái cành này có đủ tiêu chuẩn để làm một cái vòng hay không? Bây giờ tôi sẽ cắt để xem là thực tế cái cành này nó sẽ đạt được mức độ chất lượng như nào nhá. Hãy cùng xem này. Và đây nhá các bác nhá, sau khi mà cắt xong thì các bác nhìn thấy cái cành mà bằng cả ngón tay cái mà sống 6 năm rồi vẫn chưa hình thành lõi, chưa có lõi chứ không phải là lõi to hay lõi nhỏ các bác nhá. Và cái thứ hai nữa là nó cũng chưa có mùi thơm. Bởi vậy cho nên là khi mà muốn làm được một cái vòng hoàng đàn tuyết 8 ly như thế này thì bắt buộc chúng tôi phải chọn những cái phôi gỗ sống 50 năm trở ra, thậm chí có những phôi gỗ sống hàng trăm năm thì mới đạt được những cái tiêu chuẩn là có hương thơm này, có tuyết giống như này để cho các bác trải nghiệm. Còn những cái cây mà 6 năm như này các bác nhé thì chưa đủ chất lượng đâu. Cái cây này hiện tại bây giờ chỉ trồng lấy bóng mát và lấy phong thủy thôi các bác nhé.